Chúc mừng. Ngày 7 tháng 5, bơi lội Việt Nam Chúc đã mừng có một ngày bạn thi đã đấu hết sức thành công với hai tấm huy chương vàng liên tiếp. Sau khi Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games 32 ở nội dung 100m ếch nam, bộ tứ Kim Sơn, Huy Hoàng, hơn Quý một mét Phước, nữa Hương thôi. Nguyên đã đánh bại những đối thủ đến từ Chúc mừng Singapore bạn đã để bước lên ngôi vị cao Hoàng, nhất ở nội Hoàng dung bơi Quý tiếp Phước sức và Trần 4x200m. Hương Tuy nhiên, có một sự cố xảy Nguyên. ra là vận Và động viên Trần Nguyễn Hương Hữu Nguyên Kim trên Sơn bị SEA chảy máu Games mũi trong quá trình bơi. 32 ở ngày thi đấu đầu tiên. Dạ, thực sự thì khi mà em nhảy xuống em khởi động trước khi thi đấu á, thì em rất là hài lòng, là tại vì gần như là em cảm nhận được động tác tốt, cảm nhận được mọi thứ tốt, tâm lý tốt này kia, không bị tâm lý, không bị nặng đặt nặng vấn đề là phải bơi sao sao để cho mọi người đằng sau. Nhưng mà khi mà em nhảy xuống em bị một cái là em sức ép của khi mà em bơi với toàn những vận động viên mà gần như là có thể nói là tên tuổi của các cự ly mà mình đang bơi á, thì cũng bị sức ép. Nhưng mà em ráng phấn đấu, em vượt qua cái đó, em cố để về top nhanh nhất có thể để là tạo lợi thế cho đồng đội phía sau. Có, tại vì có ngày em bị lên tới 2 lần, mà khi mà chảy thì chảy rất là nhiều và nó gần như là không thể nào gọi là cầm được á. Kim Sơn chia sẻ thêm với phóng viên Dân Việt, trước đây 2 tuần đã bị chảy máu mũi nhưng chưa đi khám bác sĩ. Việc chảy máu mũi như thế này sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Kim Sơn và đội tuyển bơi lội Việt Nam tại kỳ SEA Games 32. Thật sự